buồn buồn lại lôi em nó ra ngắm chơi. Đấy. Bạn nào thích chơi kiếm nhật không? Hiện tại đang ế con kiếm này, giá bao nhiêu cũng bán. Con kiếm này dài 105 cm, nặng 1.200 g, 1 cân 2 lưỡi, từ đây đến đầu kia là 73 cm, vỏ gỗ sơn mài. Đây là thắt, nút thắt của nó. Đấy. Rất là bóng, sơn mài rất là bóng. Các chi tiết được mạ vàng. Trong là gỗ. Đấy. Đây mình quay cho chi tiết. Đây là khắc giữ kiếm. Đấy. Kiếm với vỏ bao này để cho nó khít. Lưỡi dài 73 cm. Con kiếm nó có thể cầm hai tay nhé. Đây là chi tiết con rồng bạc. Còn đây là chốt tre nhé, để tháo lưỡi với cái cán ra. Đấy, chốt tre hai đầu. Con kiếm này dài hơn cái bàn này. Đây là độ cong của kiếm. Đấy. Kiếm rất là nặng nên phải hai tay mới có thể đóng vào nó, rất là chắc và khít. Thì đây, đây là một con kiếm Nhật mình giới thiệu qua thôi, xin kết thúc video ở đây nhé.